là phần dự thi của các bé đến từ trường mẫu giáo Bạch Mai, gồm các tiết mục múa tập thể, nổi trống lên, tốp ca, gánh gánh gồng gồng, hát đồng ca, gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Sau trường mẫu giáo Bạch Mai, trường mầm non Lạc Trung chuẩn bị. Giặc Ân đang xâm lược nước ta, sứ giả loan tin tìm người đánh giặc. Dân làng nô nức gánh gạo, thổi cơm để ông gióng ăn. Cao lớn, mạnh khỏe, đánh giặc, cứu nước. Sức cùng nhau thì vừa tài giờ cái bầu trời rộng cánh cả biển đông, tôi cho nó không riêng lành.
nhúng khỏe làm thay, cứ vợ thân này đây đi đến là vũ điệu nổi trống lên các bạn ơi, sẽ tái hiện truyền thuyết con rồng cháu tiên. Nào chúng mình hãy cùng hòa với niềm tự hào mãnh liệt về thế hệ nòi giống tiên rồng.